kiên tục tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy 11 môn đệ đi về Galilea đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy người các ông thở lạy nhưng có ít kẻ còn hoài nghi, Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Đó là hơi kính thưa quý bạn chị em, cha mẹ chào các con thiếu nhi. Năm trăm em thiếu nhi gọi là 500 anh chị em, vỗ tay nhỏ quá, vỗ tay lớn lên nào. Hôm nay là lễ gì ha? Ai biết lễ gì? Rồi rồi con. Nói lại nha, nó gần gần, nó lột chữ luôn. Đúng rồi, tặng thêm, tặng thêm là gì? Hay quá, giỏi, chính xác rồi, nhà có tay lớn nha. Chúa Giêsu lên trời, vậy bài tin mừng của ngày hôm nay mô tả cho Chúa lên trời là bài tin mừng nào? Ủa? Hỏi khác đi, cái này không biết luôn hả? Rồi, mời con. Bài tin mừng hôm nay là bài gì vậy? Chính xác, tiếp theo chương 28, câu 16 đến câu 20. Một tràng pháo tay thật to với con nào. Nhân vật chính của tin mừng ngày hôm nay là những ai? Hỏi xa xa, chút rồi, rồi con đứng đây, đó, đứng đây con. Rồi, nhân vật chính hôm nay là những ai? Đúng rồi, một tràng pháo tay chính xác cho con nữa. Vỗ tay đi cho con. Chúa Giêsu rõ ràng chọn 12 môn đệ và 12 tông đồ. Tại sao là họ có 11 như vậy? Ai lý giải được? Cho các bạn ha. Rồi, ai chưa có trả lời được nào thì các bạn. Rồi, đó. Rồi, đứng đây, đứng đây, đứng đây. Đứng đây, đứng đây. Ông chết như thế nào? Treo cổ. Treo cổ rồi. Rồi, chính xác rồi. Một tràng pháo tay to cho con nha. Các con, ai bấm tin mừng nha. Giờ đó được cái câu này nha. Để tìm cho cái địa chỉ của cái câu đó. Matthew chương 27 câu 5. Mở ra, câu nó nói cái gì? Hai mươi bảy câu 5. Thanh thanh. Ra chưa? Là thế, chính xác rồi, một chàng pháo tay to cho anh đang nào. Chắc nhiều bạn cũng đã bỏ ra rồi đó. Chưa đang thất bổn hết rồi. Nên là bây giờ thay vì 12 thì con còn có 11 thôi. Và cái người thay thế tên là người thay thế của Judas tên là Thiện. Ai cầm câu đưa lên không? Người thay thế Judas tên gì không? Đã mới mình đã những việc đó xong đó. Đúng rồi, mắt đi ăn trong đồ. Chính xác. Một nhà có tay nữa cho con nè. Có tay nữa con. Chúa Giêsu và 12, nhưng mà mất một rồi, còn có 11 thôi. Vậy
Chúa Giêsu trước khi lên trời, Chúa Giêsu sai các môn đồ làm. Giêsu có những lời chắc chối cuối cùng là những lời gì? Ai biết? Rồi, hỏi con. Giêsu chắc chối gì vậy? Còn con nhớ cái câu nó nói gì không? Cái câu đó thôi, cái câu đó thôi. Cái câu đó thôi. Rồi. Cái câu đó xuống thì rồi, rồi con. Con đứng đây. Rồi. Cái câu đó Chúa Giêsu nói gì? Gọi là di chúc đó. Trước khi mất nên là những người qua đời sẽ nói một câu. Chúa Giêsu nói là hãy rửa tội cho quân dân. Chưa đủ, ngắn quá, cái câu Chúa Giêsu nói dài thôi. Đúng rồi đó, nhưng mà chưa đủ. Rồi bạn làm sao? Sao đó? Để cái chị đó đi lên đó. Rồi, rồi con. Thầy Đức Cha là, vậy anh em hãy đi và làm cho quân dân trở thành huynh đệ, làm phép rửa cho họ. Nên Đức Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Được, còn một chút nữa. Dạy họ tuân sửa mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Rồi, đúng rồi, một chàng ở đây thì là to cho con hàng chính xác rồi. Bây giờ không có sách mà chúng ta nói được đúng cái câu đó này. Ai không có sách mà nói được câu di chúc của Chúa nhập trong đầu thầy ơi, trong các bên bao đồng. Rồi, rồi, còn đang áo, hồi đang đứng đây. Không có sách nào đặt đúng cái câu này 90% cũng được. Dạ ơn kia là thầy đã được, thầy đã được giao quyền tình, thầy đã được giao toàn quyền liên giờ như đó. Và anh em hãy đi và làm cho công dân trở thành một đề, làm hết rồi cho họ nhân danh Thiên Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều mà sẽ truyền cho anh em. Và đây thì ở cầu anh em mọi ngày cho đến tận thế. Ủa đây là to lắm, chính xác rồi, 100% rồi. Một câu rất dài nha, nhưng mà đó là di chúc của Chúa đó. Không có phải hô bằng cái di chúc, bởi vì cái di chúc là chúng ta phải làm cho nó được. Người mất chắc chối là điều gì thì chúng ta phải làm cho được, mà đây là di chúc của Chúa nữa cơ, nên là chúng ta buộc phải làm nha. Đang uống cạn thì thời chúng ta đọc cái câu di chúc của Chúa nào. 2, 3 lớn lên. Phép rửa cho họ nhân danh Chúa Con và Chúa Thánh Thần. À, họ tuân theo đây là câu di chúc của Chúa. Và để làm cái câu di chúc này là phải thực hiện được. Chúa có hứa cho các tông đồ một điều, đối với mọi tương lương thì tương lương thì phải phải còn tương lương thì phải tương lương là các con cứ làm đi. Thầy đi ngủ đấy, thầy đi lên trời đấy. Làm chú hứa cái gì? Đúng rồi, làm chú hứa cái gì? Đúng rồi, chú hứa là cùng chúng ta, một chàng có tay thật to cho con ha. Chính xác rồi. Phật là cùng, chàng có phân tích hai chữ này một chút. Và đây thầy Phật là cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đã có ai thấy Chúa Giêsu bằng sư phụ tiền lần nào chưa? Giờ đây là ai thấy Chúa hoặc sư phụ tiền? Ai thấy Chúa như là hiện nay đang là cái cha giảng lễ rồi đó? Có ai thấy không? Vậy câu hỏi đặt ra là Chúa ở cùng chúng ta bằng cách nào? Chúng ta không thấy Chúa hoặc sư phụ tiền đâu. Vậy cái lời hứa của Chúa chúng thực hiện như thế nào? Rồi, hỏi con. Họ đứng lên. Đúng rồi, Chúa ở cùng chúng ta bằng cách nào? Chúa hứa là chắc chắn Chúa sẽ làm mà. Nhưng mà đâu có ai thấy Chúa còn sư phụ tiền đâu. Bằng thân thần cũng tạm được, mà nó hơi thiên tiêu nha. Cái nào nó cụ thể hơn chút, cảm ơn con. Cái nào cụ thể hơn chút mà có thể rồi, mời con. Con có thể cảm nhận Chúa ở cùng bằng cách nào? Trong tim. Từ nhà. Trong tim ở đâu? Trong tim, nó cũng hơi. Rồi cảm ơn con, đây Quỳnh nè. Quỳnh, Quỳnh.
Chúa thấy Chúa ở chúng ta bằng cách nào? Thưa cha là qua những người nghèo. Qua người nghèo, rồi một đáp án chính xác. Còn nữa, nhiều lắm. Cho các bạn và tôi yêu cầu Phương Phương. Em lên, bước đầu. Chúa hiện diện sao? Chúa nói cả con hãy làm câu này được Phương như sao? Rồi, cảm ơn con. Rồi, Huy. Chúa trời chỉ bổ câu tức là nó cũng tạm tạm, chắc là nó cụ thể hơn trước nha. Cụ thể rõ ràng, có thể nhìn thấy được, đôi được. Dạ, Chúa ơi, trong lòng. Trong lòng, chắc là nói chắc là nó cụ thể. Rồi, mời con. Dạ, đọc kinh. Đọc kinh thì rõ hơn nữa nha, rõ hơn nữa mới được. Rồi, mời đi. Trong lời Chúa chính xác đó. Ôi, trong lời Chúa, một trạng có tay, tên lớn nè. Còn nữa nè. Chúa hiện diện, Chúa ở cùng chúng ta bằng cách nào? Nhưng mà cụ thể chính xác là ở chỗ nào? Trong nhà thờ là ở chỗ nào? Rồi, cảm ơn con nha. Rồi, giữ gìn tay mặt rồi con. Điều cánh tay giờ đây con. Rồi, đúng luôn, còn nữa mà. Chính xác là còn nữa mà. Người bạn thân khác có người ý thôi. Cái này nè, bạn giơ tay cái này. Rồi, con á, con thân. Đứng lên đây con. Rồi, hai bạn luôn, hai bạn đứng, hai bạn cứ hai người giờ lại luôn. Rồi, con tiếp. Trong hết thẻ, rồi mình rõ đó. Tiếp, bạn kia mà, con sau. Trong linh hồn nè. Rồi, cho tất cả câu trả lời của chúng ta một tràng pháo tay thật to nha. Chính xác ra. Có rất nhiều các Chúa ở cùng chúng ta. Ngài không có hiện diện cái chữ ở cùng mà xuất hiện chúng ta. Có nhé Chúa được nè. Ta không có thể ôm Chúa được. Nhưng mà Chúa hiện diện chúng ta. Ta gửi cho con một số cách nè. Thứ nhất là trong thánh thể. Thứ hai là trong lời Chúa bạn đã trả lời đó. Thứ ba là trong cái này là gì? Ở đâu? Ở đây trong các còn chú cái gì nữa trong lớp tâm lý rồi học giáo lý ở đây là trong các bài giảng chia sẻ ở bên đây là chú hiện diện ở trong cái này quan trọng mà chú hiện diện trong dạy dỗ của ba mẹ của ông bà chúng ta trong cái lời dạy dỗ đó có chú hiện diện không phải cây cơ mà ba mẹ nói cho con người hàng xóm có thể nói các con không cần nghe nếu như lời đó nó chạy nó ngược với ý Chúa chạy với ý của ba mẹ nhưng mà lời của ba mẹ các con phải nghe đây là Chúa hiện diện nơi chính mỗi người chúng ta các con đi ra ngoài đường người ta nghe nó đúng người ta các bạn biết là sao có cái bạn này có đạo mà sao thấy cũng trưởng thành hết lộ cũng quay có của luôn hết đó chúng ta không có làm cái Chúa ở cùng với người khác qua chính chúng ta đó. Vậy Chúa ở cùng chúng ta qua thánh thể thì thái độ của chúng ta đối với thánh thể là như thế nào? Là duyên. Đứng lên đi mời. Chúa ở cùng chúng ta đây là một trong những hình thức ở cùng cao độ nhất. Nói không nghe. Tôn kính. Tôn kính bằng cách nào? Xin anh đi lên, thôi được rồi, cảm ơn con. Với ý thức thánh thể, chúng ta phải tôn kính, phải tôn trọng. Rồi phải viếng Chúa để cầu nguyện. Viếng Chúa có nghĩa là đi vào nhà thờ và kinh cầu nguyện. Hoặc là thích lặng phải nói chuyện với Chúa, để Chúa nói với mình. Rồi trong thánh kinh thì các con được mời gọi hãy đặt lời Chúa. Thì nên cho nên cho một cái cuộc đố vui thánh kinh. Đây là một cách để cha khuyến khích các con. Chạy đến với Chúa ở cùng các con dạy cho các bạn thông báo cái cuộc thi đấu vui thì đó là một cách để cho Chúa ở cùng các con trong chính lời của Chúa trong các lớp tâm lý nhiều bạn nói là đi học tâm lý thì bạn là vì học trên trường nhiều rồi tuy nhiên học trên trường và học giáo lý thì học giáo lý vẫn là quan trọng hơn bởi vì đó là học về chính Chúa tất nhiên là học trên trường vì công việc, vì tương lai các con, chuyện đó chắc không có quảng bá. Nhưng mà nếu như nói về tầm quan trọng thì học lời Chúa, học
về giáo lý vẫn quan trọng hơn. Các con phải tôn trọng, bởi vì có Chúa ở cùng trong cái lớp giáo lý đó. Rồi khi nghe cái bài giảng, các con phải tập trung lắng, rồi trả lời nếu như được hỏi. Rồi Chúa ở nơi chính lời dạy dỗ của ông bà cha mẹ, những người lớn, những người mà có sức diễn giáo dục các con, thầy cô, các con phải vâng nghe. Và cuối cùng là Chúa ở nơi chính mỗi người các con. Nếu như các bạn khác mà nhìn thấy hay chơi với các con mà không thấy Chúa đâu, còn thấy thế gian không, còn thấy ma quỷ không, cũng ăn gian nói dối, thì cái đó chúng ta không làm cho Chúa ở cùng các bạn. Đây, một câu hỏi cuối cùng này dành cho những ai xin năng lần nặng hơn tôi. Trong 20 mầu nhiệm quân cung ấy, có một mầu nhiệm nhắc về biến cố Chúa lên trời. Mầu nhiệm đó là mầu nhiệm thứ mấy, ở mùa nào? Rồi, mời con. Rồi, chính xác, con đã có tay thật to cho con nha. Khi Giê-xu lên trời, ta hãy xin cho được án hồ nhân sự trên trời. Chúa lên trời mời gọi cứ bạn chị em, như các con với nhi, chúng ta án hồ nhân sự trên trời. Và vì án hồ đó, chúng ta hãy làm cho Chúa được hiện diện nơi chính cuộc sống của chúng ta. Cảm ơn các bạn chị em, cảm ơn các con với nhi, mời chúng ta đứng để tuyên xưng đức tin.